Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại channel của Tân Phát. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt máy in U295 của hãng Seco Epson. Đây là một dòng in kim khá phổ biến dành cho dịch vụ khách sạn cũng như là ngân hàng. Xin chào các bạn, ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt máy in kim U220 và U295 của hãng máy in Epson. Thì đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào trang tanphat.com.vn, chúng ta vào mục Download và hướng dẫn sử dụng. Tiếp đó các bạn đến đề mục Epson, chúng ta sẽ có driver của máy U220 hiện ra ở đây. Chúng ta sẽ click vào link. Sau đó các bạn tải driver về. Sau khi tải xong các bạn sẽ mở folder chứa driver lên. Chúng ta sẽ rảnh này ra ngoài mặt này. Sau đó các bạn chạy file cài đặt APD456DE. Chúng ta chọn Next, Accept và Next. Ở mục này các bạn sẽ chọn cài đặt Standard là cài mặt tiêu chuẩn dành cho máy in. Chọn Next. Các bạn chọn Add ở đây. Chúng ta sẽ trở đến máy in chúng ta cần cài. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài U220 và U295. Ở đây thì có U220 Receive và U295 dạng Slip. Tôi sẽ chọn U220 Receive ở đây. Ở phần port này sẽ tùy thuộc vào cổng kết nối của mỗi người khác nhau. Thì phổ thông nhất ở dòng U20 sẽ là serial và USB. Ở đây tôi sẽ chọn dòng USB. Chọn Next. Sau đó các bạn Next tiếp. Và đến bước này thì cần chờ máy nó cài đặt xong thì chúng ta sẽ hoàn thành cài driver cho máy in U20 hoặc là U295. Đây là bước cuối rồi. Và sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ có thể vào Control Panel để kiểm tra driver. Bạn chọn Device and Printer ở đây. Các bạn đây này. Ở đây sẽ có danh sách các driver các bạn đã cài đặt hoàn thiện. Xin cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn cảm thấy video thật sự hữu ích thì hãy like, share và subscribe kênh của mình. Cùng với đó là đừng quên nút chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Tân Phát. Xin cảm ơn các bạn.